xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo ạ. Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình đã quay trở lại với các bạn kênh chia sẻ kỹ năng cắm hoa của mình, và hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn để cắm một